Em thích con trai mũm mĩm. Mũm mĩm? Em thích con trai có bụng. Có bụng? Em thích con trai có lắm đồng tiền thì tốt. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Xin chào quý vị, Tường đã vào vị trí của mình rồi. Bạn trai cũng đã ngồi đây chờ đợi. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài, không để mọi người chờ lâu, sẽ mời bạn gái vào đây nha. Đây, mời em vào ngồi. Mời hai bạn chúng ta có thể tháo mặt nạ ra. À, chị giúp chờ. Ok. Cảm ơn chị. Dạ, em tên Nguyễn Thành Phát. Năm nay em 23 tuổi ạ. Quê em ở Hậu Giang ạ. Công việc hiện tại của em là đang là nhân viên của một công ty Hàn Quốc. Và em có kinh doanh về mặt hàng online và nhân viên tài chính sale ạ. Ghê vậy, làm nhiều quá vậy. Kinh doanh online là kinh doanh gì? Dạ, em chuyên về giày dép của Adidas và Nike ạ. Ồ, chà, cũng là ông chủ nhỏ hả? Dạ, nhỏ nhỏ hả chị? Ghê ghê, vừa đi làm công, vừa làm chủ, vừa kinh doanh đủ thứ hết. Đó mới là những cái suy nghĩ tiến bộ của những bạn trẻ năng động ở thời buổi 4.0. Một tràng pháo tay. Rồi tới em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Cẩm Tiên ạ. Em đang làm kinh doanh online tại nhà. Năm nay em 22 tuổi. Buôn bán cái gì? Có đụng hàng với anh này không? Dạ không, con đang buôn bán túi sách ạ. Hên quá, bên bán giày dép, bên bán túi sách. Tưởng đâu dành mối với nhau là mệt rồi. Dạ. Kết hợp với nhau được. Dạ, con sống ở Kiên Giang con. Kiên Giang? Dạ. Ồ, vậy là cũng... Hậu Giang lên, Hậu Giang, Kiên Giang cũng giống giống được chữ Giang. Đừng có Giang ra nha. Dạ. Giang vô. Còn gì nữa? Dạ, con có đến chương trình với mẹ. Mẹ cũng có đăng ký luôn. Mẹ nhưng đăng ký luôn? Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con hay sao? Không, con đăng ký cho mẹ. Nhưng mà hôm nay con quay trước rồi. Con muốn là nữa mẹ quay sau. Ồ, con đăng ký cho mẹ. Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con. Không, con đăng ký cho con và mẹ cùng thi luôn. À, đăng ký con với mẹ cùng kiếm bạn trai luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi hay quá. Mà bây giờ kiếm cho mẹ chưa có, con lên trước. Dạ. Hy vọng hôm nay cô gả con xong cô kiếm người cô. Dạ, mẹ con đó là hâm mộ của các Tường. Vậy hả? Rồi, dạ. Một chút xíu nữa cô sẽ mời mẹ con vô. Dạ. Để mẹ con ngồi ngoài để mẹ con nhìn cả hai. Để cho có một cái nhìn tổng thể. Một chút xíu mẹ con vô cho ý kiến mới chính xác. Dạ. Nha. Hay quá, con gái muốn kiếm chồng cho mẹ luôn. Trời ơi, bà Na Uy con tôi bà nghe chưa? Hồi đó giờ bà cản con đường tình yêu sự nghiệp của tôi. Bà làm cho tôi ế bao nhiêu năm nay. Không cho mẹ đi lấy chồng, con nghe người ta chưa? Học hỏi. À, điểm mạnh điểm yếu của con là cái gì? Dạ, điểm mạnh của con là con à, chết rồi, bên đây con rồi, bên đây kêu chị xưng em rồi. Giờ mình xưng sao đây? Giờ sao hai đứa tự thống nhất nè. Để xưng chị cho nó trẻ. Chị cho nó trẻ rồi. Dạ rồi. Dạ, thì tính tình em rất là vui tính. Với lại em dễ gần á. Sống tích cực, rồi với lại hay yêu động vật nữa. Nhưng mà có điều hơi kiểu như là hơi nhõng nhẽo. Hơi nhõng nhẽo với lại kiểu như là hay suy nghĩ một xíu á. Nên là mong là bạn trai sẽ là một người có tính chững chạc để quan tâm em nhiều hơn. Chiều em nhiều hơn, phải không? Dạ. Rồi với lại em kiểu như là em hay nấu ăn á, với lại hay kiểu như là lùi á, lùi làm việc nhà á. Giờ đang sống với mẹ. Dạ đúng rồi. Cho nên mẹ làm hết trơn trọi. Không không, em vẫn tiếp mẹ nhưng mà kiểu như là không có tự giác lắm. Rồi mai mốt giả tỷ lên Sài Gòn đi, rồi ở với ảnh rồi ai dọn dẹp, ai nấu nướng. Không, nếu như mà bạn trai có đủ cảm giác an toàn thì em sẽ học hết. Em dọn, tại vì em rất là thích nấu ăn. Em không có giỏi nấu ăn nhưng mà em vẫn học các món này món kia vậy. Cái miệng này bởi vậy trai nó chết. Vô ráng chịu đi nha cưng. Dạ. Ừ. Cái đó em làm được ạ. Ồ vậy hả, chứ phải nghe thấy mệt quá, thấy phiền quá hả? Em thì cũng là đi làm tự lập từ nhỏ. Tại vì mẹ em sinh sống ở trên Sài Gòn, em thì ở quê, cho đó em học, em tự lập. Thì khi em học hết cấp 2 dưới quê, em chuyển đây học cấp 3 Sài Gòn. Thì em cũng vừa làm, em vừa học. Thì em biết nấu ăn, giúp đỡ người khác, nhiệt tình, vui vẻ, hài đồng. Nhược điểm của em thì là sợ chuột. Rất là sợ chuột, con gì không sợ mà sợ chuột. Lý do sao sợ chuột? Tại vì em nhìn bộ lông nó với con chuột nó sao sao nên em nhìn em sợ, rất là sợ. Chuột cống mới ghê chứ, mấy con hamster, mấy chuột trắng trắng giờ đẹp mà. Sao cái đó em không dám gì? Không dám luôn. Dạ. Nhà ship em có nuôi một con á, mỗi lần em qua kia mua đồ cho ăn giùm, em mua xách tới cửa thì có bạn khác cho ăn chứ em không dám cho ăn. Sao vậy, sợ nó cắn hả? Dạ sợ cắn, nhìn bộ lông nó sao sao em không thích. Cho nên là nuôi con gì cũng được nhưng mà đặc biệt là đừng nuôi chuột. Em thì em cũng thích chuột nữa, em sợ chuột luôn. Thôi mình nuôi chó đi, hai đứa nuôi nhau cũng được nữa, bộ lông hai đứa đẹp hết á. Dạ. Vậy đi. Có một cái nữa là đi tập gym thì cho nó ốm nhưng mà mỗi lần tập thì cứ lên cân điều. Trời ơi, tập gym mà lên cân điều. Tập mệt gì ăn nhiều chị? Mà sao đen dữ vậy?
Nước chan ngâm nhìn lâu mới đẹp chị. Về tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình em rồi? Em trải qua hai mối tình. Lúc mà em còn đi làm á, thì cách một mối tình cách đây khoảng 2 năm và một mối tình cách đây khoảng 1 năm. Hai người đều là ở Sài Gòn luôn. Thì yêu xa nên là cái khoảng cách nó làm cho bọn em á. Xa là ở đâu xa? Em ở Kiên Giang, còn bạn đó ở Sài Gòn. Hiện tại bây giờ đang ở Kiên Giang luôn. Dạ đúng rồi. Ủa con em hiện tại giờ ở đâu? Hiện tại em đang ở Sài Gòn à. Chết rồi, vậy yêu xa nữa rồi. Quê gần nhau thôi, nhưng mà hiện giờ là ảnh làm việc trên Sài Gòn rồi sao? Nếu như mà ảnh chịu FaceTime với em nhiều hơn, hay hoặc là xuống mỗi tháng thăm em, cứ tranh thủ thời gian rảnh rỗi thì quan tâm em thì em ấy. Còn tại vì mấy bạn trước thì kiểu như là công việc quá nhiều nên là không có thời gian dành cho em á. Chà, thí dụ như 1 tháng em thăm được mấy lần? Là một tháng nếu như tranh thủ được một lần chị, tại vì em đi làm chị nghỉ ngày được chủ nhật. Nếu như mà bạn trai không xuống được á, tháng đó thì em có thể lên Sài Gòn được không? Dạ được ạ. Lo cho người ta được không? Được chị, có em lo lắng. Rồi, nhưng mà rồi giả tỷ như mà thí dụ như đường dài đi, thí dụ mà lấy nhau đi thì em lên Sài Gòn ở được không? Dạ được ạ, em ở Sài Gòn cũng được ạ. Sài Gòn buôn bán còn ngon hơn nữa đó. Quay lại cái vụ mà tình yêu á. Dạ. Thì nguyên nhân thì sao? Vậy xa là chia tay thôi đó hả? Là thiếu sự quan tâm? Dạ không, với lại thêm nữa là cái bạn đó bạn hay ghen á. Rồi cái bạn mỗi lần em đi đâu cái là phải điện mà không được á nha, là sẽ nhắn tin nói những câu mà khiến em rất là buồn. Dạ. Nên là em quyết định chấm dứt. Còn em tình trường sao? Dạ em thì trải qua hai mối tình, một mối tình chính thức và một mối tình đơn phương. Thì năm đó là em 18 tuổi thì em có quen một bạn, thì hai đứa quen nhau nói chung là thiệt tình này nọ, nhưng mà kinh tế chưa vững vàng á, nên gia đình bạn đó là yêu cầu bạn đó về đi có chồng nước ngoài để hỗ trợ kinh phí gia đình. Rồi chia tay. Dạ đúng rồi, chia tay. Rồi cái đơn phương? Dạ đơn phương là em năm học 12 trong vòng 2 năm mà. 2 năm? Dạ. Em có nói ra không? Đang là 11 thì bạn đó nghỉ học, thì sau đó em cũng nghĩ theo. Sao vậy? Tại vì em chung tình đó chị, tại vì em đi học là từ bạn đó, hai đứa học chung lớp luôn để cho nó sau này tiện việc đi lại. Thì bạn đó nghỉ xong qua năm thứ hai thì em bạn đó học lại thì em vẫn học chung với bạn đó. Thì sau này thì có một lần em cũng tỏ tình mà bạn đó là cũng vì lo gia đình, tại vì bạn đó là con cả cho nên phụ giúp mẹ và em, cho nên là bạn đó không tiến xa hơn được. Nghe cũng éo le quá ha. Đơn phương không mà 2 năm trời. Trời ơi, ta đi học mình đi học, ta nghỉ mình nghỉ. Được, cặp này hợp đó. Một người cần che chở nhõng nhẽo, một người thì có vẻ hợp lý đó. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là một người con trai kiểu như là biết yêu gia đình á, kiểu như chung thủy. Với lại em thấy bạn nam đó là chung tình 2 năm, nhưng mà thời gian quen bạn gái có đối xử tốt tất cả các người con gái luôn không, hay là chỉ là đối xử đặc biệt với bạn gái của mình không? Rất là nhiệt tình này nọ, nhưng mà không đi quá giới hạn thôi. Bạn bè quan tâm giúp đỡ lẫn nhau này nọ cho gọi là tốt bụng nhiệt tình. Yeah. Còn đối với bạn gái? Thì bạn gái mình phải chung tình với chị đâu, lăng nhăng được quen thì vẫn quen kết bạn giao lưu bình thường thôi. Về ngoại hình, em muốn người bạn trai như thế nào? Em thích con trai mẫm mỉm. Mẫm mỉm? Em thích con trai có bụng. Có bụng? Không cần phải là đẹp trai quá, nhưng là miễn có nhìn gương mặt có hậu á. Với lại em thích con trai có nắm đồng tiền thì càng tốt. Trời ơi, hay quá. Gì nữa? Dạ, em chỉ thích nhiều đó thôi. Đen chút được không? Đen thì đừng đen quá rồi. Đen quá? Đen mà tiêu chuẩn đủ hết á. Có cái hơi đen. Đen thì sau này giờ em xức kem cho bạn. Không được, kem da này da đen rồi, coi như là đen truyền thống rồi. Đen quá hả? Mà duyên, đồng duyên tiền, dạ, đúng miệng. Dạ được ạ. Chủ yếu là chân thành với là dạ, cưng chiều em. Dạ, với lại cái nhìn đầu tiên của em rất là quan trọng nên là rất có thiện cảm. Dạ. Tin vào cặp mắt của chị đi. Dạ. Được. Tôi gả luôn. Lẹ lẹ còn gả mẹ nữa nè. Rồi bên đây, mẫu người lý tưởng của em sao? Dạ, em thì thích mẫu con người con gái là vừa truyền thống và hiện đại, mà đừng hiện đại quá, đừng có ăn bặn đồ thiếu trên hụt dưới. Thiếu xíu à. Cái đó về thì cải thiện từ từ được chị. Cải sao? Giờ mất miếng vải rồi thì cải gì nữa? Thì em lắp vô miếng khác. Vậy gì nữa? Dạ thì biết quan tâm chăm sóc gia đình là được, tại vì em là con một. Ngoại hình? Em thì hơi mũm mĩm, tròn tròn đi xíu không sao ạ. Mập quá có được không anh? Được em ơi, cái giờ mập vậy anh đăng ký tập gym hai người tập chung. 60kg được không anh? 60kg được em. Em dạ, cao bao 1m bao nhiêu? Dạ 1m50. Anh 1m74. Gì hả? Dạ. Giờ đi guốc cắt hai lên là hợp em ơi. Dạ. Nhìn kỹ đi, tôi đó là 57kg đó. Dạ. 1m6 đó, bên kia 1m50, 60kg đó, thấy được không? Dạ được chị. Ok thôi được, đâu có hình không, cho chị coi hình của hai đứa coi nè. Ồ dễ thương quá.
Kiếm đi, cổ ở trọng á. Đó. Kiếm đi, có ảnh ở trọng á. Nãy giờ diễn tả hết trơn rồi đó. Đâu, hãy cho chị biết, theo em cảm nhận cô ấy là ai? Con này. Sao chọn cô đó? Dạ, thì thấy mỏng mỉm dễ thương. Mỏng mỉm dễ thương? Dạ. Rồi, cứ giữ nguyên hiện trường đó đi. Để lát coi mở cửa trái tim ra coi. Ồ, sao chọn anh đó? Tại vì anh nói là anh da anh đen với anh hơi tròn thì em sẽ chọn. Với lại con trai tập gym, nếu như mà tập không ốm thì nó sẽ phát ký lên. Hay là em chọn anh này. Mà chọn thích ảnh không? Cũng có cảm tình. Rồi, bây giờ để đó đi, kiểm tra cảm xúc. Cầm tấm hình lên so sánh nè. 1 2. Tên 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 tên. Chào em. Dạ em chào anh. Hôm nay em buổi đầu tiên gặp mặt, anh có món bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có đồ tặng anh. Nhưng cảm ơn em. Cái đồ này nó hơi kiểu như em có hơi kỹ nên là về nhà anh không mở nó ra nha. Về nhà rồi. Mới mở. Tối anh đi ngủ anh mở được không? Dạ đúng là không cho chị Tường biết ý nghĩa chậm. Dạ không. Dạ cái đó là em tặng thắt lưng cho ảnh đó chị. Nên là em mong muốn là ảnh mang theo mình đi làm á, thì có thể mang cái thắt lưng đó đi khắp nơi và nhớ tới em. Ồ, có ý nghĩa lắm đó. Cái thắt lưng cũng có thể thắt cổ luôn đó. Móc vô kéo đi đó, hiểu không? Ghê lắm á, nhỏ chứ mà sâu sắc lắm. Nhưng mà nãy giờ hai đứa thấy mình chọn đúng không? Chắc em đúng đúng rồi. Bên đây cũng thấy đúng luôn. Ngày xưa mập không? Không, em không mập vừa người. Ngày xưa. Thời xưa thì mũm mỉm thì thấy cưng, bây giờ thì em về em vỗ thêm vài ký. Mà sao giờ tự nhiên ốm được hay vậy? Tại vì em thất tình đó chị. Trời kiểu như là ngày xưa em 50 mấy ký nhưng mà thất tình ăn không nổi á, rồi cái nó ốm. Thất tình cái vụ đó đó hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, thất tình. Đen vậy đen quá không? Không, em cũng thấy bạn có duyên nên là cũng được ạ. Má lúng đồng tiền đàng hoàng, cười lên nè. Đó, má lúng đồng tiền. Hay lúng đồng tiền luôn hả chị? Bụng là có luôn nè. Có bụng tiêu luôn chuẩn em luôn, thấy không? Dạ. Bây giờ xin mời các bạn thưởng thức một bữa ăn rất là, trời ơi, rất là hấp dẫn của nhà hàng Hòn Đất nha. Có cá kèo kho tộ nè, tôm rim mặn nè. Vừa ăn vừa tâm sự, chị đi ra ngoài tâm sự với mẹ nha. Dạ em cảm ơn anh. Anh thấy tuổi dần, con gái tuổi dần anh có sợ không? Không em, anh thì tuổi Tý, tuổi tác thôi nhưng mà đâu có quan trọng về tính cách bên ngoài đâu em, mà giữ nó đây nọ. Nãy chị Cát Tường giới thiệu là cá kèo ở đây rất ngon. Dạ em cảm ơn anh. Hiện giờ em đang ở dưới Kiên Giang luôn hả? Dạ đúng rồi. Mẹ em thì làm bên thuốc á, thuốc Bắc á anh. À, công an. Anh thì kiểu như là bây giờ anh đi làm như đây không? Công việc của anh thì có thường khi là anh hay đi tỉnh. Dạ. Anh hay đi Trà Vinh với Tiền Giang đồ. Thì nếu như mà em cho anh một cơ hội để mà tìm hiểu, quen biết nhau thì một tháng có thể anh về Kiên Giang một lần không? Sao? Không, em nói Kiên Giang nhưng mà nó vẫn giáp ranh với Cần Thơ á. Em ở chỗ nào Kiên Giang? Em ở gần Dòng Ghiền á anh. Dòng Ghiền bên anh lên thì gần, tại vì anh nói Hậu Giang nhưng mà anh cũng giáp Cần Thơ, là anh vừa xuống Nam Sông Hậu thôi, ở Nam Sông Hậu. Dạ. Nhà em mấy anh chị em? Em chỉ có một thôi. Anh cũng có một. Đúng rồi. Hiện giờ là mẹ anh chia tay rồi, giờ cũng độc thân giống như mẹ em, hai người làm xui dắt hợp. Thì em có ngại làm dâu không? Em không ngại làm dâu nếu như mà mẹ chồng mà thật sự thương yêu em á. Mẹ anh thì rất là thương yêu trẻ em và những người xung quanh, cũng hay hướng về Phật á, cho nên mẹ anh thì rất là dễ thương này nọ, là rất thương con nít này nọ. Là mẹ anh đạo Phật hả? Chủ yếu là không có theo đạo chiên luôn. Nhưng mà ngày rằm này nọ thì mẹ anh có đi chùa chiền này nọ. Vậy hợp với mẹ em đó, tại vì mẹ em là hay đi hay làm từ thiện á. Với lại kiểu như là cũng đi chùa thường xuyên, hay ăn chay rằm á. Vậy đó, kiểu như là em muốn là mẹ em á với mẹ anh á là ở chung một nhà, rồi tụi mình cùng chăm lo cho mẹ em với mẹ anh, có được không? Thì cái đó thì được, tại vì anh cũng là con một, hai người gì ở chung thì nọ thì tiện cho hai bên chăm sóc lẫn nhau thôi. Nói chung thì anh không có gia trưởng này nọ, thì tại vì anh cũng rất là thương con nít, anh hay cưng con cháu, anh con của chị thì anh rất là cưng nó, anh coi giống như con của anh vậy đó. Thì nhiều khi nó thích những món quà, nó điện lên này nọ thì anh mua, anh về anh gửi về cho nó này nọ. Dạ. Vô đây chị ơi. Nè, biết ai đây không? Đây là mẹ em á. Dạ con chào cô ạ. Rồi, ý là đang bàn một cái chuyện, nếu mà trường hợp hai đứa này mà nó lấy nhau đó thì nó sẽ sống ở đâu? Này con một,
chị đây cũng ở với bé này phải không? Đúng. Đó thì bây giờ ý chị là chị thấy làm sao? Theo như mình thì lúc nào thì mình cũng phải cho là bên nhà trai là ưu tiên. Dạ. Thì lúc nào là gái là cũng có theo chồng, hai đứa con nó sống đâu được, sống thoải mái thì cứ sống. Đó. Chứ không phải là nhất thiết là cô phải là con một, cô phải là bắt ghẻ để về lại nuôi mình. Đó, nghe chưa? Nước là chỉ ở trên chảy xuống thôi, mẹ nào cũng thương con cái hết trơn á. Đó. Đừng có lo cho mẹ. Bây giờ đó chị sẽ gả em đi, em sẽ về nhà chồng, chồng lo cho em. Còn mẹ để đó chị sẽ gả mẹ đi luôn, sẽ có chồng của mẹ lo cho mẹ. Hai người đều phải có bến bờ hạnh phúc hết, được không chị? Nhưng mà hôm nay chị đến chị tham gia chương trình, nãy giờ chị nghe hai đứa nói chuyện với nhau thì cảm xúc của chị như thế nào? Nói chung là mình rất là vui và cũng là hơi buồn. Sao cũng vừa buồn mà buồn, nói chung là mừng quá thì buồn là vấn đề là thấy nghe nói bên đây là cũng con một, thì bên đây cũng con một rồi, sợ sau này áp lực cho hai đứa nhỏ á. Sau này cô có ngại nếu như hai con tiến tới là cô có đồng ý lên đây ở chung hay không ạ? Cái chuyện ở chung á là cô không có ngại, nhưng mà đòi hỏi là còn mẹ con nữa hay thôi. Dạ, thì mẹ con thì rất là thương con, mẹ rất là hiểu và ấy này nọ, mẹ thấy ấy. Cái quan trọng là hai đứa nhỏ là hạnh phúc là mẹ là vui hết. Dạ. Mình có thêm một người bạn chị, biết đâu bạn già sau này. Nhưng mà trời yên tâm đi, bây giờ em hỏi chị nè, mẫu người bạn trai của chị sao để em kiếm cách em gả chị luôn nè, để chị không có phải lo nè. Con cũng muốn làm con được hạnh phúc rồi mẹ con cũng đúng được hạnh rồi. Phúc. Bây giờ là cho em hỏi một câu tế nhị là năm nay chị bao nhiêu tuổi? 44. Quá trẻ. Rồi bây giờ chị, cái mẫu người mà chị mong muốn là người đồng hành với mình là người như thế nào? Mình giờ là đang là đông y mà vừa chăm cứu vừa là thuốc nam từ thiện, cũng nhà là có cái tủ thuốc bắc nhỏ. Nếu mà tìm được một người là có thể là cùng ngành nghề hoặc là có là công việc là có thể là sau này ổn định, là để là hai người bạn già đó là nương tựa sống nhau thì cũng điều đó là tốt. Rồi. Nhưng mà cái tính cách cái người đó là phải thương người, chấp nhận là cho mình đi làm từ thiện. Hợp quá, bên đây mẹ cũng đi chùa, bên dạ. đây là mẹ làm đông y cũng dạ, từ thiện. Dạ, một cái đó là năm nay mẹ em cũng bằng tuổi của cô. Trời ơi, giống như là một cái sự trùng hợp gì đó. Chị tường nổi da gà luôn nè. Hai đứa cố gắng, nếu mà được thì giống như lời em nói vậy đó, cho thế như là hai bà mẹ kết bạn với nhau cũng rất là tốt. Yeah. Rồi rủ nhau đi làm chung những cái từ thiện, cái từ thiện nói yeah. chung nhiều cái ý tưởng lắm. Chị sẽ cố gắng chị tìm kiếm ha, chị gả hai mẹ luôn. Mẹ em có nhu cầu không? Dạ nếu như được thì chị làm hai luôn ạ. Rồi bây giờ thôi, hai đứa cứ cố gắng lo cái chuyện của mình cho xong đi nha. Dạ. Còn cái chuyện hai mẹ để đó chị tường lo. Nói chung là hai con đến đây là cũng một cái duyên rồi, thì hai con hãy là cho nhau một cơ hội đi tìm hiểu, nếu mà thật sự là cái duyên đã đến thì sau này mình sẽ tiến xa hơn. Dạ. Cô thì cô rất mà quý mến con. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều. Rồi cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị nha. Không biết hai em như thế nào nhưng mà chị tường thấy rất là vui, thấy được cái sự xúc động của mẹ. Mẹ cũng vui mừng ha, và chị thấy giống như có một cái sự trùng hợp gì đó ở đây. Dạ. Thì hy vọng rằng là hai em sẽ có thể cùng chung một cái nhịp đập. Bây giờ chị cho tụi em chơi thêm một trò chơi nhỏ nhỏ nữa nha, thêm cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn nè. Rồi bóc lá bài đi, đọc lớn lên nè. Đọc lớn lên. Dạ là chơi trò chơi nhìn nhau trong vòng 30 giây, ai cười trước sẽ bị phạt. Ôm, hung và cổng. Rồi, 30 giây nhìn nhau. Bắt đầu. Nhìn thẳng nha, nhìn chằm chằm vô nhau nha. Thấy cái mặt có vẻ cười trước. Bạn nữ cười trước em à. Ai cười trước? Tự giác đi. Dạ em cười trước. Rồi, bây giờ muốn làm sao? Em là người phạt, em được quyền quyết định. Em muốn cái gì? Ôm bạn nữ một cái à. Em ôm bạn nữ một cái, dạ. Mời em. Dạ. Đi đi hướng này, qua sau lưng đứng, đứng bên đây. Từ từ nghe ôm cái đứng lên liền hả? Thì tướng bạn này xứng em, nếu về đi gốc đắt hai nữa là hai bạn rất là xứng luôn. Ôm cho nó lâu lâu chút tôi coi. Rồi. Được chưa chị? Được, hợp lý. Có cảm xúc gì không? Dạ cái đó là cảm tình, giống như là có một cái duyên rồi ạ. Giống như là trời sắp đặt trước á chị, rất là hợp với em. Rồi bên đây. Màu xanh hy vọng đồ. Nếu người yêu của bạn chẳng may thất bại trong công việc, phải nợ một số tiền lớn, bạn sẽ làm gì? Dạ thì em sẽ cố gắng giúp đỡ bạn trong điều kiện có thể. Dù không có như thế nào cũng sẽ cố gắng giúp đỡ bạn. Giờ không giúp đỡ được vật chất thì em cũng giúp đỡ bên cạnh tinh thần. Thấy câu họ trả lời đó như thế nào? Dạ cái này thì rất là ok rồi chị.
chứ con trai phải giúp đỡ con gái là chuyện bình thường. Dạ đúng rồi. Con gái mà bên cạnh con trai lúc con trai gặp khó khăn mới là cái quý. Dạ, đúng không? Thì biết sẻ chia và thông cảm cho nhau thì... Thôi tôi thấy duyên tới rồi đó, bây giờ nhìn thẳng vào nhau 10 giây. Mỗi người nói cho nhau một câu cuối cùng. Câu gì mình cảm thấy nó chốt nhất, nó đắt nhất mà mình muốn nói nhất ngay giờ phút này. Hôm nay đến đây thì tham gia chương trình thì anh với em gặp nhau cũng là một cái duyên. Thì hai hoàn cảnh gia đình hai bên cũng giống nhau. Thì em hãy cho anh một cơ hội tìm hiểu em, sau này chúng ta nếu ấy được thì tiến tới hôn nhân. Thì hôm nay em gặp anh á, thì tuy là không có giống cái mẫu người của em đang suy nghĩ, nhưng mà em gặp anh rất là cảm tình luôn, nên là em cũng mong là sẽ cho nhau cơ hội để nếu như mà có duyên phận tới nữa thì tụi mình sẽ có một cái happy ending. Ủa mà hết giờ rồi mà tôi tức quá, tôi phải hỏi một câu nữa nè. Ủa sao hồi nãy diễn tả mẫu người lý tưởng nó trúng bóc hết trơn, chỉ có cái chuyện đen thôi, bây giờ em nói không có trúng lắm là sao? Tại vì em không có thích con trai đen lắm. À là chỉ cái chuyện đen thôi đó hả? Sao này về đi tắm trắng em. Trời ơi, tắm trắng chắc cũng tốn kém lắm. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo. Hãy lắng nghe cảm xúc của mình. Có thể nhìn khỏi cần nhắm mắt được không nhỉ? Được luôn, muốn tôi chiều hết á, mấy bạn trẻ tôi chiều hết. Được chưa? Dạ. 1 2 3 Họ như nhìn nhau để coi đừng bấm có đứa nào bấm trước vậy đó. Rồi mời hai đứa về bên đây. Dễ thương quá. Cặp này số 10 nè. Nắm tay nhau. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Trời lẹ quá, không xin phép rồi gì luôn. Không coi để ý coi mẹ ngoài kia có chịu hay không nữa. Thì mẹ đã tác hợp rồi chị. Thôi lẹ lẹ có gì báo tin vui cho chị nha. Dạ, chị Tường tranh thủ dự đám cưới hay em. Rồi, gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim. Dạ. Ở rạp Cinebox, nắm tay. Đến đây xem phim, trò chuyện, rồi hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Dạ. Có tin vui là báo cho chương trình liền. Dạ. Em cảm ơn chị Tường rồi, nhiều. Cảm ơn hai em. Dạ. Bây giờ cái nhiệm vụ lớn lao của các Tường cũng như là của chương trình là làm sao tìm được một người vừa ý để làm mai cho mẹ nữa mới là trọn vẹn đôi đường quý vị nha. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt vì hết thời gian rồi quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.